thứ. Tôi chờ nữa anh thấy này nó bị lõm nè. Anh đi cho mày lõm nè. Rút là phải rút luôn nha, không rút luôn nha. Rút luôn, rút luôn, rút luôn đi lên. Ôi trời ơi. Nè nè nè, bây giờ nè, camera này quay qua nó một câu. Chàng này cảm xúc sao? Oh my god. Nét này nó giống như vô lắc. Chua, nhưng mà đặc biệt sao ngọt nước đúng không? Ngọt nước, ngọt nước. Không, cái này là chơi chuẩn bị quay. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Giúp Bằng Cúng Được ngày hôm nay. Hôm nay thì ai sẽ lời phút đầu tiên trước? Vâng, vâng, trước mắt quý vị và các bạn đã thấy là trái dưa hấu đã cắt rất là tỉ mỉ và ghim những cái cây. Vâng, dưa leo thì là thật tình. Bây giờ anh cũng biết cái người mở bát đầu tiên là ăn hơn. Theo quý vị nhìn thì quý vị sẽ đoán bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì? Cho rút thăm chứng từ. Tôi cũng không biết ai gọi hay là chúng ta sẽ chơi. Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời giới thiệu ạ. Thì bây giờ bọn em sẽ được rút thăm chứng từ. Bây giờ tụi em hết rồi. Tụi em khoảng tu xì thêm là đứa này chắc không đủ. Dạ rồi, ok, bốn đứa chơi. Bây giờ ăn được nhất là phút đầu tiên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người nhất là phút đầu tiên nha. 1, 2, 3. Rồi, đưa đi. 3 em. 3, 3, 3 mình, 3 mình. Đúng rồi, 3 người bên luôn đi, theo tự tự luôn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cảm ơn, chúc mừng. 1, 2, 3. Cảm ơn, 3. Dạ vâng, thưa tất cả. Sao bây giờ chỉ đối là thú thần đầu tiên. No, God. Mình không có rồi. Vâng, thưa quý vị. Tôi nghĩ là tôi thấy 3 này, ép tôi. Hai mà anh rút điện. Hai này hơi ép rồi nhưng mà tôi lớn nhất, ok tôi sẽ rút. Cái này thì sao ạ? Ổn này. Em rút xong em phải ăn luôn. Là quá đơn giản là không chịu. Nói chung là khi tôi rút ra cái thăm này thì cho em một miếng phần ao. Đối với tôi là rất là ngon, rất là hấp dẫn. Chàng này tình cảm và đặc biệt là rất ngọt nước đó mọi người. Ngoài có gì đâu. Cái gì hả? Ngon. Nào. Ngon. Thôi là biết. Bên là biết anh không anh? Thần thần ý, cái kiểu này á đó, review đồ ăn mà dở nhưng mà chua quá nhưng mà ngon. Đến ai? Đến ai? Minh Hương ngọt nước. Đừng Minh Hương cuối cùng. Đúng rồi. Đây là cái máy bút ứng. Tôi chờ nữa anh thấy cái này nó bị lõm nè. Anh đi cho mày rút là phải rút luôn nha, không rút rất là luôn nha. Rút luôn, rút luôn đi lên. Ôi trời ơi. Thiệt luôn. Đến em không? Được anh. Anh chết rồi mọi người, mình đến sao mọi người ơi. Anh cái này nè. Anh sẽ ăn chuối em á. Sao mà tôi lúc em đủ thông minh. Không. Đó. Em cứ cái này. Đừng hơn, nghe lời anh. Cái này nó cứng nè. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không phải đúng rồi. Cái này là cái vừa lưỡi. Cái này là cái y chang ham. Nhưng mà cái này nó hạn, em phải nuốt luôn. Không được không ra. Ăn là những review vẫn phải ngon. Sao? Oh my god. Cái nét này nó ngon, cái này vô lắc. Chua, nhưng mà đặc biệt sao? Ngọt nước đúng không? Ngọt nước, ngọt nước, ngọt nước. Quá xí. Rồi, tụi em muốn dân. Ôi, cảm ơn. Tụi em muốn dân hay chơi một vòng nữa? Em chơi một vòng nữa, còn nữa. Hai bạn em chưa. Bây giờ ngược lại cho không. Đúng rồi. Không nước đầu tiên. Đó. Cái đầu tiên. Em mới gặp người diện này chắc chắn là một phần. Yeah. Vâng, chúc mừng em. Đúng rồi. Chúc mừng em, chua lắm. Ủa chương trình. Ăn đi, chua. Cái này có hình phạt thì không sao, đơn giản chứ toàn dưa leo. Ê, sao nó ăn cái miếng đó? Em ăn thử miếng xoài đi. Chua lắm. Ăn thử miếng xoài đi cưng. Để cậu đấy. Để cậu ôi cậu. Để cậu ôi cậu. Nè nè nè, bây giờ nè, camera đây quay qua nó một câu. Chàng này cảm xúc em kia bốc
cây này em thử thôi. Nó ngon mà. Nó ăn thử luôn. Mà mới nó ngon mà trên cái mức ngon mà mới cái mức thường nó trên mức ngon ấy. Em lấy chồng đi nghe. Đó. Đó. Đây. Đó. Đây. 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 Năm nay, tập này có 12 năm, rất sâu ba nha. Em nhớ thì tấm dưa hấu này tôi cảm thấy rất là có năng lượng. Vậy bây giờ là sáng sớm. Tôi sẽ rút thêm một cây nữa để thể hiện sự may mắn của tôi. Vâng, thấy chưa? Tấm dưa hấu. Đây. Đây. Anh ơi, mọi người, mình cảm ơn. Thôi, 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 tập này nữa. Oh my god! Không có.